Chào chào các khán giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do sáng thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2014. Sau đây là phần tin. Trước hết là tin liên quan đến Ukraine. Thưa quý vị, EU đang bàn thảo những lựa chọn về một trợ giúp tài chính ngắn và dài hạn dành cho Ukraine. Dự kiến gói trợ giúp toàn bộ này sẽ thành hình với sự hợp tác của Quỹ tiền tệ quốc tế sau cuộc hậu bầu cử vào tháng 5 tới đây ở Ukraine. Hôm qua, thì Bộ trưởng Tài chính Ukraine nói nước này cần tới 35 tỷ đô la cho năm 2014 và năm 2015, đồng thời yêu cầu những khoản tiền đầu tiên trong vòng 1 đến 2 tuần tới. Tuy nhiên, giới chức của EU cho biết khó có khả năng Hoa Kỳ và EU sẽ có ngay khoản tiền lớn như vậy cho Ukraine, nhưng những khoản vay nhỏ song phương với sự cộng tác của EU là có thể để giúp Ukraine trong ngắn hạn. Thưa quý vị, Trung Quốc sẽ không công nhận điều phối viên đặc biệt cho các vấn đề Tây Tạng do Hoa Kỳ bổ nhiệm, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng như vậy vào ngày hôm qua và nhấn mạnh nước này chống lại bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Hôm thứ Sáu vừa qua, Washington lên tiếng thúc giục Bắc Kinh phải đối thoại với lãnh tụ tinh thần người Tây Tạng là Đức Đà Lạt Lạt Ma hoặc những đại diện của ông mà không cần các điều kiện tiên quyết. Để làm điều này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm thứ Sáu vừa qua đã bổ nhiệm bà Sarah Siwa là điều phối viên đặc biệt cho vấn đề về Tây Tạng. Trung quốc mới đây cũng phản đối việc tổng thống Hoa Kỳ tiếp đức đại la Lạt ma tại Nhà Trắng. Trung quốc đe dọa cuộc gặp này sẽ làm phương hại đến mối quan hệ hai nước. Trung quốc hôm qua cũng đã bác bỏ tuyên bố của lãnh đạo phe đối lập Ấn Độ ông Narendra Modi rằng Trung quốc có tư tưởng bành trướng. Phó quan nhân Bộ Ngoại giao Trung quốc bà Hoa Xuân Ánh nói trong cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung quốc chưa bao giờ gây chiến để lấy bất cứ tất đất nào của nước khác. Trước đó, trong một cuộc tập trung cho bầu cử vào thứ Bảy, ông Modi, ứng cử viên Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc nên từ bỏ ý định bành trướng nhắm vào bang xa xôi miền Đông Bắc của Ấn, đó là Alf Arunachal Pradesh. Trung Quốc và Ấn Độ đã từng có cuộc chiến biên giới ngắn vào năm 1962 liên quan đến Arunachal Pradesh và bây giờ đang chấp nhận một đường ranh giới tạm thời. Thưa quý vị Nhật Bản sẽ xem xét sửa đổi lời xin lỗi liên quan đến những phụ nữ là nô lệ tình dục cho quân đội Nhật. Tránh văn phòng nội các của Nhật Bản, Yoshihidan Suga cho biết như vậy vào ngày hôm qua. Tuyên bố của ông Suga đưa ra sau khi một cuộc trưng cầu ý kiến hồi cuối tuần được thực hiện bởi tờ Sankei Shimbun và Fuji TV cho thấy 59% người tham gia cho rằng lời xin lỗi nên được sửa lại. Theo các sử gia, có đến 200.000 phụ nữ, chủ yếu là người Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Philippines và Đài Loan đã bị bắt buộc làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật thời Thế chiến thứ hai. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật cũng đang đang cố gắng tìm cách tách chính phủ Nhật khỏi những nhận định cực hữu gần đây về chiến tranh thế giới thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn với AP, Bộ trưởng Fumio Kishida nói rằng sự lớn mạnh của quân đội Trung Quốc là một nỗi lo trong khu vực, nhưng ông không gọi đây là một nỗi đe dọa trước đó một quan chức mới thuộc hãng tin của nsk bác bỏ một cuộc thảm sát ở nam ninh trung quốc và giảm nhẹ cái gọi là phụ nữ nô lệ tình dục trong thế chiến thứ hai những tuyên bố này đã khiến trung quốc và nam hàn giận dữ các nước này coi đây là các bằng chứng cho rằng chính phủ nhật bản đang thay đổi chính sách của mình ông kishida nói rằng không có bất cứ thay đổi nào trong chính sách ngoại giao của nhật bản cũng như cách nhìn về lịch sử ông nói rằng ông đã làm tiếc về những nhận định này đã gây hiểu lầm về chính phủ nhật bản quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình sáng thứ ba của Đài Á Châu Tự Do. Chân xin cảm ơn và xin mến chào tạm biệt quý vị.